nay mình đến thành phố Cần Thơ và tiếp theo là vô chợ Cái Răng, nhất là chợ bán quần áo may sẵn. Lần trước là màn hình là chợ nổi Cái Răng đó nghe cô chú anh chị. Thẳng màn hình luôn là chợ Cái Răng nghe cô chú. Đường có một ngã ba, đó là đường vô ấp 7, rồi vô cái chanh cá mòn luôn cô chú ơi. Rồi một chút chú Sáu Camera sẽ quay quần áo bán sẵn ở phường An Bình, thành phố Cần Thơ cho cô chú anh chị và các cháu xem. Đó là chợ nổi Cái Răng. Rồi ở đây là mình thấy là có nhiều chiếc tàu du lịch nè cô chú. Rồi có kia có cháu đang câu cá kìa. Chiếc tàu du lịch đang chạy kìa cô chú ơi. Đang chạy từ từ nước, cũng nước lớn đó nè. Tàu đang chạy nước cực cô chú. Đây là 6 giờ mấy nè cô chú. Cầu Cái Răng cũng đang đèn đang sáng lên nè cô chú. Rất đẹp luôn nè cô chú. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video này. Tình hay vậy cháu? À ngon quá ha, mỗi bọc khoảng nhiều tiền cháu? Dạ 25.000 à, bình dân quá ha, có cái lá dứa gì mà xanh xanh ngon dạ, quá ha. Dạ, đúng rồi, dừa dạ. Đó nghe cô chú, đây là chợ An Bình nhóm đêm nè, nghe cho chú chợ quần áo may sẵn nè, xôi gà của cháu nè, đặc biệt là có bánh in quần áo may sẵn của chú này nè. Ai da, ok quá ha. Bà con ở đây rất thân thiện nghe cô chú và nhiệt tình vui vẻ lắm đó. Nên đây mua thì cứ an tâm thôi. Rồi chúc cho chú thì vui vẻ và mua mai bán đắt mà thật nhiều và hơn nhiều hả chú. Rồi chào chú. Tôi biết nhiều năm. Mình lúc trước nhà ở Đầu Sống nè chị. Giờ lên An Giang ở chỗ đó. Dạ. Rồi giờ đi bán cà me, rồi sẵn là quay YouTube cho bà con xem, giới thiệu sản phẩm cho bà con mua bán luôn. Dạ. Rồi chúc sức khỏe, chúc sức khỏe cho chị. Nhiều nãy bên kia bán ba cái 100 đó. Đâu cái này lỗ này nó 50. À lỗ này mắc hơn lỗ kia hả? Đúng rồi, anh coi giải thử đi nè. À ok, nhìn thấy đẹp quá ha. Ngày nay mới mua ba cái nè. Đúng rồi, lỗ này nó tốt quá rồi. Đúng rồi, mình bán đủ là loại đồ ha. Chú. Ai da, quá đẹp luôn. À ba bộ 100 nha. À, đặc biệt là có chú này nè, ok nhất nha, vui vẻ nha. Gặp mình đi ngoài có khi mình không dám quay đó mà chú nói chú cười cái mình thích dẫn mình lên quay luôn. Sợ quay bị la. Mà nói này quay để giới thiệu thôi. Rồi chúc sức khỏe cho chú nha, mai mốt bán thật nhiều và áo quần lòng áo ngực của phụ nữ đẹp luôn nha. Áo này quá đẹp ta, giống Âu Thái quá ta. Ồ da, mình không biết, mình đàn ông mình không biết về này mà mình đón hay gì ta. Ai da, đẹp quá luôn rồi cô chú. Cái này bình quân mình bán cái khoảng nhiêu tiền ha? À rẻ vậy hả? Ok quá, cảm ơn nhiều ha. Nè chú này gặp mình cái ủng hộ cho mình luôn nè. Vui quá cô chú ơi, tuy gần lớn tuổi mà đi quay hoài với bán cà me hoài vui, nên là bỏ nhà buồn lắm. Dạ. Ơi. YouTube còn hoài. Dạ dạ. Dạ, là còn cô hoài đó, cô bán cháo mai mốt về nhà. Dạ về nhà mai mốt có gì đó bắt đầu con cháu bắt lên xem. Để kỷ niệm luôn. À, mình không có này nói sao tin. Mai mốt bắt lên mày không tin mày bấm đó lên đi gặp tao biết liền. Rồi chào con á. Chúc sức chị mua em ý của chị đi. Ờ đúng đúng để rồi. Mua về anh nó cho con. Vừa ý ai mặc. Vậy đó ha. Chồng ấy nghe vui quá nè cô chú, mình cũng tính mua ủng hộ cho cô này luôn mà thôi 400. Cô cũng có nói là sợ không vừa rồi nó hơi khó khăn. Thôi. Dạ dạ. Cô lâu lâu đi một lần đi chợ một lần. Ba bộ 400 ngàn đồ được không ạ? À ok quá ha. Bà được quá luôn cô chú ơi. Vui vẻ lắm luôn. Bà con này nói chung là không phải là một địa phương mà bà con nhiều chỗ lợi lắm, mà như bà con bán buôn riết rồi đó, cái tình cảm là chia sẻ với bà con mình mua đó rất nhiều, nên là vui vẻ lắm luôn. Tại đi bán là phải vui thôi, giống mình quay phim nè mình cũng vui chứ. Cô chú anh chị hôm nay cũng chiều nè, đây là cầu Cái Sơn nè cô chú. Giờ này cũng 5 giờ mấy đó, mặt trời đang xuống cô chú.
Đây bên đây là cô này có bán xôi gà luôn nè. Xôi gà à, cháo này bán rất ngon nha. Cái này bên đây bánh bánh in hay gì cháo? À ngon quá ha. Mỗi bọc khoảng nhiêu tiền cháo? Dạ 25.000 bình dân quá ha. Có cái lá dứa hay gì mà xanh xanh ngon quá ha. Đúng rồi, vừa đó nghe cô chú, đây là chợ An Bình nhóm đêm nè, nghe cho chú chợ quần áo mai sẵn xôi gà của cháu nè, đặc biệt là có bánh in 25.000 một bọc. Bọc này khoảng nhiêu trăm gram vậy cháu? Dạ 300 gram. À vậy cũng được ha. Rồi mai mốt có đi chợ An Bình đêm này ủng hộ bánh in cho cháu nghe, và xôi gà luôn nha. Cháu cũng vui vẻ và chia sẻ rất là nhiệt tình đó nghe cô chú. Rồi cảm ơn cháu nhiều nghe cháu. Dạ. À chó cháu này bán chè ngon quá ta. Chè mỗi hũ nhiêu vậy cháu? À bình dân quá ha. Có thấy mình thấy đậu xanh ngon quá kìa cô chú. Để coi thương hiệu nghe. Chè Thanh Ngọc nghe cô chú. À, có sâm bổ lượng luôn à, ngon quá nghe. Rồi mình gặp chị này nữa nè, hồi nãy mình có ăn cháo của chị này nè, rất ngon luôn đó cô chú ơi. Mà có 20.000 hột vịt nè, nguyên trứng luôn, rồi dưa mắm, rồi tôm, rồi rồi nói chung cũng cảm ơn cô có thể chia sẻ cô. Hồi nãy mình ăn sao mà cô có sáng tạo, cô làm cháo ăn ngon dữ vậy cô? Mai mốt chắc xuống Cần Thơ này ăn nữa quá. Đi dạ ngon lắm mà chú Bình Dân. Mai mốt là mua nhiều nhiều có thể cô bán chút đó. Mua mờ bọc đi cô tặng cho ông bọc. Hai bọc nữa, mua dạ. Bọc, tám bọc. Kìa kìa, mình nói tưởng nó khuyến mãi bọc mà cô mờ bọc khuyến mãi hai bọc luôn. À rẻ quá ha. Nhà dạ. Cô gần đây không cô? Dạ gần chỗ này. Dạ. Tới dạ cũng tiện quá ha. Dạ. Rồi chúc sức khỏe cho cô và mai mốt là bán chợ đêm ở An Bình mình thật nhiều và thật nhiều ha cô. Dạ. À, rồi đặc biệt là gia đình mình hạnh phúc, con cháu hiếu thảo luôn ha cô. Dạ. Rồi chào cô. Nãy ăn ngon lắm đó cô chú, nãy mình vô quán phê mình ăn á. À còn bên đây cô bán gì nữa nè, cũng ngon nữa nè cô chú. Alo. Alo. Đây mình đang đi nè cô chú. À tắt rồi. Đây ở đây mình cũng có thấy bán quần áo nè, bà con đang dọn ra nè cô chú. Chào chú, bán quần áo đẹp quá hả chú. À, giờ này mình mới dọn hả bộ chợ mình nhóm tối lắm hả chú. À đẹp lắm hả chú. Đây là chợ An Bình mình nghe. Mới mốt có đi chợ An Bình mà thành phố Cần Thơ đó, ngay cầu dứt dốc cầu cái găng đó, chưa có qua cầu nghe, là vô đây là ủng hộ quầy quần áo mày sẵn của chú này nè. Dạ à, ok quá ha, bà con ở đây rất thân thiện nghe cô chú và nhiệt tình vui vẻ lắm đó, nên đây mua thì cứ an tâm thôi. Rồi chúc cho chú thì vui vẻ và mua mai bán đắt mà thật nhiều và hơn nhiều hả chú. Rồi chào chú. Có cô đó đang chuẩn bị mua rồi cô chú ạ. À. Đây cô này cũng đang lựa chợ này, chợ An Bình nha cô chú. Đây để mình quay cái thương hiệu chợ An Bình này cho cô chú xem nè. Đó chợ An Bình mình đó nghe cô chú. Giờ này 5:30 chiều đó, tại vì chợ này chợ nhóm đêm. Để mình đi một hồi mình kiếm một ít quần áo mình mua. Đây là dọn ra, giờ này là mới dọn ra. Chào chú. Bán quần áo đẹp quá hả chú. Kìa, có mấy cái quần thể dục đẹp lắm nha cô chú, với mấy cái quần quần ngắn nè.
quần sọt luôn nha, nhiều hàng quá luôn nha cô chú, nên tranh thủ đi chợ An Bình này một lần để lựa chọn mấy cái quần sọt nha, đẹp lắm luôn. Rồi chúc sức khỏe chú, mua mang đất hả chú? Đây mình vô. Đây đây có bán quần áo mà sẵn nhóc nè cô chú ơi. À mình thấy có mấy cái quần xà lõn này nè, đẹp quá nè, để một chút mình hỏi ở đây coi cô này bán sao đặng mình mua. Đâu rồi, cô đâu rồi? Cô bán hàng đâu rồi? Ra đặng bán hàng coi. Mua quần sọt đâu rồi, nãy thấy có mẹ đâu rồi à. À, mua quần cà tê này, cà tê mỏng á à. Đây để trời nóng nực mình mua hết cái quần cà tê mình mặc nghe cô chú. Cái này là mình bán mỗi cái khoảng nhiều vậy cháu? Dạ 35.000. Dạ khuyến mãi 5.000 ha. Cũng được quá ha. Đồ thấy mê quá rồi cô chú ơi, ở chợ An Bình, chợ Nhóm Đêm nè, ở cầu Cái Găng đó nha cô chú, phường An Bình luôn. Mình thấy ham quá, mình bây giờ mình lựa ba cái này nè. Có ba màu khác nhau không cháu? Có. À, vậy con lấy cho chú coi đẹp đẹp coi. Rồi đúng rồi, cháu này cũng dễ chịu quá à. Mai mốt có đi thì nhớ ủng hộ quần áo cho cháu này nghe. Cháu bán cũng giá bình dân, mua nhiều cháu bớt luôn. Được quá nha cô chú, bà con ở đây rất thân thiện ha. À. Màu trắng màu tối. Màu vừa vừa thì đừng lấy cái này, lấy cái nó giống cái này không đi. Dạ. Mình đi ghét rồi, quen rồi, gặp lớn nhỏ gì cũng già. Kệ đi cho nó. Rồi lấy giống vậy đó con, mà màu khác. Để chú thường chú mở hàng đắt lắm đó, coi có phải mở hàng không nha. Cháu đi kiếm giùm ha. Đừng nói còn cái nha. Ây da, nó mỏng mỏng mà nó mặc mát lắm luôn. Tại vì trời nắng nè, mình thích mặc đồ mỏng à. Như đi quay YouTube này mình cũng mặc đồ thô dục nè cô chú. Kệ đi, cho mát, nhớ rộng rãi dễ chịu. À, đẹp quá. Rồi. Rồi, ok. Mỏng mỏng giống vậy là được. Rồi, lấy ba cái này chú chịu không? Hay là lấy ba cái đó? Cái đó hả? À cái này sao khác mà không? Cái khác nè, ba cái khác đi. Rồi. Nói nghe cô chú, mình mới quay chưa có gì hết, mình thấy cháu này cũng dễ chịu quá nè, mình ghé nữa họ ba cái quần cho cháu luôn. Rồi có gì hai cũng vui tính quá kìa. Chào vậy hai, có thường đi theo cháu này để bán quần áo ha vậy? Có, ở đây dạ. Vậy hả? Hay quá ha. À, máng đây giùm, bóp này vô giùm chú, nhét này vô đây. Giờ mà không có tay rồi, tay mắc quay phim rồi. Nè cô chú mình mua bỏ vô bọc đèn nè. Nè đây nè con. Dạ. Nhà gần đây hết con. Ở trong khu điện. Dạ cũng gần vậy là trong trà này rồi, có bà chị ở trong hả? Dạ. Dạ rồi. Dạ. Rồi. Vậy hả? Vậy hay quá hả? Rồi bắt đầu sao mới tới con hả? Hai con bán theo. Dạ cũng như trong ý mình nhường lại cho cháu, với mình thật sự cho cháu đó ha. Được quá. Hồi đó giờ chị tính ra cái công cực khổ, chị bỏ ra đây cũng nhiều lắm luôn rồi. Biết nhiều năm. Mình lúc trước nhà ở đầu sống nè chị. Giờ lên An Giang ở vậy đó. Dạ. Rồi giờ đi bán cà me, rồi sẵn là quay YouTube cho bà con xem, giới thiệu sản phẩm cho bà con mua bán luôn. Dạ. Rồi chúc sức khỏe, chúc sức khỏe cho chị nha. Rồi mai mốt sẽ sống vui vẻ, rồi đặc biệt là con cháu Hiếu Thảo với chị luôn nha. Dạ.
Rồi chào chị. Rồi chào con luôn. Đây đó. Chào chị. Đi nãy tính mua quần nhung đó, nè có mua rồi nè. Mua quần mỏng nè chị. Mới mua đi qua YouTube giới thiệu sản phẩm luôn nè. À, này quần đẹp đẹp không ha? Có giống như mở hàng dùm cho mua cái mỏng mỏng coi. Này cũng cà tê hả? Dạ, quần này đẹp nè đó. Đúng rồi, cà tê sọc. Cái nhiều nãy bên kia cái bán ba cái 100 đó. Đâu, cái này lỗi này nó 50. À, lỗi này mắc hơn là kia hả? Đúng rồi, anh coi giải thử đi nè. À, ok, nhìn thấy đẹp quá ha. Đúng rồi. Ngày nay mới mua ba cái nè. Ừ, đúng rồi, lỗi này nó tốt phải rồi. À. Ủng hộ em cái. Rồi, quay YouTube ủng hộ luôn rồi. Mai mốt bà con có xem nhớ ủng hộ cho cô này luôn nha. Quần rất đẹp nè cô chú. Ở xa nhìn mình thấy mình mê luôn, mình lại mình mua luôn nè. Cô nói một tiếng nhẹ là mình mua liền luôn á. À, không biết mình mua mua nhiều hàng quá, không biết mình đem về ý mình để đâu mình mang đèo đây. Thôi kệ đi, giúp cho chôn cái đó đi con, cái cô mới cầm đó. Rồi rồi có thể bỏ ông đây luôn con, bỏ chung này luôn đi, mở này ra nè. Thấy cực khổ không cô chú, đi quay YouTube đó mà giới thiệu với cho bà con bán được luôn, với mình có cần gì mình mua ủng hộ bà con luôn. Rồi cảm ơn chị nha. Mát đoán đây chị buộc nhóm nãy rồi chừng gớt cho nó mất tiêu à. Chị này vui tánh lắm nghe, mai mốt có đi chợ ăn bình chợ đêm mình bán quần áo, nhớ ghé để ủng hộ cho chị này nghe. Máy bay vui là vui quá, mua được 4 cái quần xà lõn luôn cô chú ơi. Quá vui, để mình đi. Giờ này bà con đang ít hả, tối một chút hả chị? À, mình quay sợ tối không thấy đường, mình quay hơi sớm này, bà con hơi ít. Bên đây bán giày dép cô chú ơi. Đặc biệt là chợ đêm ở An Bình mình nghe cô chú. Là mình mới đi vòng vòng mua đó mà bà con nói chuyện rất vui luôn. À, bán quần áo giá bình dân luôn. Dễ mua luôn cô chú ơi. Để mình quay sơ lược cho cô chú anh chị xem. Đây có bên đây cô cũng bán quần áo thun đẹp lắm luôn, thun rất đẹp cô chú ơi. À, chị hai nãy bên kia kìa mình mua đó, chỉ đem qua đây, chỉ dở ra cho sáng chút đặng bà con dễ thấy mua nè. Nhất là có mấy cái áo của nữ cụ kìa. À, đẹp quá ha. Rồi thêm áo này mà nếu áo Miluma nè cô chú ơi, rất đẹp luôn. Đây mặt trời cũng chát, nắng nó cũng hơi tối nè cô chú. Đây có quần lòng ống lót rất đẹp luôn cô chú ơi. À, chị hai này đang soạn đồ ra để bán rồi, đẹp quá cô chú ơi. Đồ em bé rồi, đồ nhiều loại đồ lắm nha cô chú. À, cái này có áo không? Áo giống áo bà ba nè, rất đẹp luôn. Mặt trời đang chói vào điện thoại nè cô chú. Ô chào chú. Ai da chú Sáu Kẹo Me quay chiên danh bên chợ. Ây da, chú Sáu Kẹo Me nha, bán kẹo me sẵn quay YouTube luôn. À, cái này mình bán đủ loại đồ ha chú. Ây da, quá quá đẹp luôn. Lại chợ An Bình cái cậu răng ba bộ
À, 3-4 trăm nghe. À, đặc biệt là có chú này nè, ok nhất nha, vui vẻ nha. Gặp mình đi ngoài có khi mình không dám quay đó, mà chú nói chú cười cái mình thích dẫn mình lên quay được. Sợ quay bị la. Mà nói này quay để giới thiệu thôi. Rồi chúc sức khỏe cho chú nha, mai mốt bán thật nhiều và thật nhiều nha. Rồi gia đình đặc biệt là vui vẻ hạnh phúc. Rồi sau này lớn lên con cháu hiếu thảo với chú luôn nha. Rồi bye bye chú. Tên gì anh? À, chú Sáu Kẹo Me. Chú Sáu Kẹo Me hả? Đâu mình đâu lại quay giới thiệu luôn. Hả? Mình bán ở đâu giới thiệu luôn. Rồi rồi lại giới thiệu. Rồi giới thiệu luôn. Ồ đẹp dữ hả hả chú? Ai da, ở đây mà có cái áo. Ai da, nhìn cái áo này, nhìn cái áo này mà mình con mắt mình nó lé bên đây không luôn nè cô chú. Chú Sáu Kẹo Me đẹp lắm nè, mấy cái áo áo lòng, áo quần lòng, áo ngực của phụ nữ đẹp luôn nha. Áo này quá đẹp ta, giống Âu Thái quá ta. Ồ da, mình không biết, mình đàn ông mình không biết về này mà mình đón hay gì ta. Ai da, đẹp quá luôn nè cô chú. Này bình quân mình bán cái khoảng nhiêu tiền ha? 35 ngàn với 70. À rẻ vậy hả? Ở Chi Tôn An Giang. Đi bán Kẹo Me nhiều chỗ lắm, rồi quay chợ. Rồi bữa nay tranh thủ. Dạ. Đúng rồi. Chú Sáu Kẹo Me. Rồi đúng rồi đó. Rồi bấm bấm lưu lại cái. Rồi đăng ký nè, thấy không? Cho ông cái tiền luôn đúng rồi, đúng rồi. Chú Sáu Kẹo Me nè. Rồi ok, quá rồi, cảm ơn nhiều ha. Nè rồi. Chú này gặp mình cái ủng hộ cho mình luôn nè. Vui quá à, cô chú ơi. Tuy gần lớn tuổi mà đi quay hoài với bán Kẹo Me hoài vui, nên là bỏ nhà buồn lắm. Dạ. Vậy hả? Vậy rồi chợ chơi cho vui. Nói chung mình hôm nay cũng may duyên nha, gặp bà con với thân thiện và chia sẻ những lời chân thật nhất. Và mua bán cái giá rất bình dân luôn nè cô chú ơi. Đặc biệt là quần lòng áo áo lót của phụ nữ nè. À sao có cô gái là đẹp, đẹp quá ta. Ôi quá đẹp luôn ha. Phải mình mà có đứa con gái gì chắc mình cưng chết luôn á. Đây nữa đẹp nữa ta. Quá đẹp luôn ha. Áo đẹp, người đẹp gì là áo đẹp. Rồi mai mốt mình mua mình cũng đẹp theo luôn á. Rồi chúc sức khỏe cho cô nha. Mai mốt rồi Sóc Kẹo Me nghe. Rồi là được nhiều người ủng hộ cho chú nhiều like. Dạ, rồi gia đình mình đặc biệt là hạnh phúc ha. Rồi sau này con cái lớn lên hiếu thảo với cô chú luôn á. Rồi chào cô chú. À cô máy bay luôn kìa, vui quá nghe. Rồi cảm ơn cô nhiều á. Vui quá là vui, thế nào cũng phải mời đây sắp lên sẽ bán đắt thôi. Đẹp quá và đẹp quá. À có 35k rồi chú, cô chú để cái bảng luôn nè. 35k là một cái áo. À bên này áo đẹp quá cũng có 35 luôn hả? Ờ 35 cái hiệu kìa. Rồi cảm ơn em. Rồi. Ông Trường mới lại nói kìa. Hả? Có ông Trường, chú Trường ông mới lại ông nói chú Sáu Kẹo Me ông mới quay YouTube. À vậy hả, ông ở quán à, ông quản lý chợ hả? À vậy hả? Cái này đâu có bớn đâu, mình quay giùm cho bà con rồi mai mốt biết đặng bà con mua cho mình, rồi mai mốt được bà con coi nhiều rồi được quảng cáo mình có tiền. Có tiền ít gì đó. À cô này bán vé số rồi, quá vui luôn nha cô chú. Rồi mai mốt bấm chú Sáu Kẹo Me lên sẽ gặp. Vui quá là vui, quá là vui. Rồi để một clip để cô lưu niệm luôn cô. Dạ. Giống lên YouTube còn hoài. Dạ dạ. Dạ, là còn cô hoài đó, cô bán cháo mai mốt về nhà. Dạ về nhà mai mốt có gì đó bắt đầu con cháu bắt lên xem. Để kỷ niệm luôn. À, mình không có này nói sao tin. Mai mốt bắt lên mày không tin mày bấm đó lên đi gặp tao biết liền. Rồi chào cô nha, chúc sức khỏe cô, rồi đặc biệt là chúc cô bán số này mai mốt chúng đặc biệt luôn hả cô. Rồi, cảm ơn. À, đặng cho mình có tiền chút đỉnh. Rồi. Bà con chúng cũng giống như mình chúng à. Dạ dạ. Rồi chào cô. Thank you.
ấy bà vợ mình hay nhỏ con với anh gì đó mua cái nào mặc vừa ta. Bả cỡ bây giờ bả lúc trước 4 mấy ký, giờ bả còn có 3 mấy ký. Em nói cho anh nghe đó, à, khó lắm hả? Khó lắm hả? Chị đi mua đi. Vậy hả? Ờ, nó mới vừa ha. Em bán thì em cũng biết tiền đúng không? Đúng rồi, đúng. Bà Nhân để chị đi mua theo cái ý của chị đi. Ờ, đúng để đúng mua rồi. Mua về anh nó cho anh tôm. Vừa ý là ai mặc. Vậy đó ha, chồng ý nghe vui quá nè cô chú, mình cũng tính mua ủng hộ cho cô này luôn mà. Anh ơi, 400. Cô cũng có nói là sợ không vừa rồi nó hơi khó khăn. Thôi dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Vậy đi mà mình thấy mình đẹp, mình mê quá ngàn cô chú. Đẹp quá luôn, là đẹp luôn. Đàn ông phải là mê các đồ của phụ nữ gì mới được, đặng mình mua về cho vợ, cho bạn bè. Quá hay luôn. Mua mà không chịu bán à. Thấy đẹp quá tính mua về cho bà xã mà không bán. Tại biết sao không, bà xã mình bây giờ cũng cũng lúc mập lúc ốm, rồi không biết làm sao cho nó vừa. Rồi thôi tạm ha. Rồi, rồi vậy cảm ơn nha, cũng thông cảm nha. Rồi chào cô. À. Đó, chú này cũng nhiệt tình ghê không, đọc chú Sáu Cà Ma cái kênh mình lên luôn kìa. Đó, để lưu đi. Thì tại kênh nhỏ mà, thì bây giờ bữa nay thấy rồi đó, cũng 3,000+ bà con đăng ký rồi đó. Thì cứ không nữa về coi mới đăng lại quay chị vậy hả, để giới thiệu luôn. 20-25 ngàn á, bình dân lắm nè. 3 bộ 100 luôn, đồ em bé nè. À, gái trai đồng giá ha. Sao thấy lên chưa? Lên rồi đó. Tay mạng yếu quá. Ờ, à, yếu quá. Quay vậy nè. Đẹp quá ha. 3 bộ 100 mà. 3 bộ 100 mà chú này chia sẻ là được cái áo thun này. Cái mùa hè này nè, mấy em bé mặc mát lắm nè cô chú ơi. Có đi chợ ở chợ An Bình nghe, dưới dốc cầu cái răng đó là phường An Bình, thành phố Cần Thơ luôn đó, rồi ủng hộ nè, để mình quay sơ lược ở chợ An Bình cho cô chú xem nè. Đó là rất đông nha, các nhiều quầy lắm đó. Bà con ở đây chia sẻ và bán rất thân thiện và vui á. Nãy mình vui mình cười hoài đó. Cười muốn khan tiếng luôn nè cô chú. Vui lắm luôn á. Nên mình có một lần đi thành phố Cần Thơ nên lấy nên về chợ đêm này mua một lần á. Ủng hộ cho cháu này, đặc biệt là cháu này và chú bên đó đó kìa. Nói chung tất cả bà con đây, mình mua một người vài món đi, mua lâu lâu đi một lần, đi chợ một lần. 3 bộ 400 ngàn, đồ đẹp không à? À ok quá ha, bà ơi. Được quá luôn cô chú ơi, vui vẻ lắm luôn. Bà con này nói chung là không phải là một địa phương mà bà con nhiều chỗ lợi lắm. Mà như bà con bán buôn riết rồi đó, cái tình cảm là chia sẻ với bà con mình mua đó rất nhiều. Nên là vui vẻ lắm luôn. Tại đi bán mà phải vui thôi. Giống mình quay phim nè, mình cũng vui chứ. Rồi, cảm ơn chú nha, chúc sức khỏe chú. Đây, sơ lược rồi đó nghe cô chú. Thôi, mình cũng xin tạm dừng video đi. Cuối lời chúc cô chú, anh chị ở chợ An Bình mình, chợ đêm đó nghe, luôn vui khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Con cháu hiếu thảo, nếu thấy video này có ý nghĩa thì ủng hộ, bấm đăng ký để lưu video lại xem tiếp theo. Ấn cái chuông cho bà con bán chợ đêm ở An Bình có niềm vui, kênh có động lực sẽ quay những video có ý nghĩa tiếp theo. Cuối lời chúc cô chú anh chị và các cháu luôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Con cháu hiếu thảo, chào cô chú anh chị và các cháu. Chào, à chú nó chào luôn, ok quá, chào chú.